kênh lụm mấy bà tè ở đó nó khơi là bỏ nhàm này hết con. Con Zhuly, hả? Con mà, đào mong liêng lợp bù thịt hai liêng đai con nè, à. Không hào ta bứt kén con, ok nha, và liêng đai lợp bù hỏi bà, không hào ta bứt kén luôn. Cái lỗ bà đấy nè, mà bà bỏ thời trên mấy cái phía nhỏ cái lỗ mấy bà tè ở đó nó khơi là bỏ nhàm này hết con. Nè đó thật nạn năng vong con. Cái lỗ sọc sọc bà xạ vô lô lên thì sao nó nghe lì kì ngợp máu nhằm bập rồi. Bọn
Pa song sai a keng ning keng bauk pa re mình. Nhắm mà con. Nếu mà pa bọ ni sân. Chụp sân á, pa bọ chạy. Bọ chạy vô crop chênh. Yeah, chăm tí con chăm tí. Mới chụp sân. Nhắm. Đọt cái xanh chênh nhá. Và lại cái xanh ở hai con. Cái đây. Cái xanh so phong. Lại tích ở lớn nâng. Cười nhằm chứ hả. Nhá, khám bắt tay ba lực kịch kịch nữa. Coi xô thằng ạ. Mới chấm. Tạ bọ sân con. Khám tay bay mới con này coi sâu mà con coi trắng ạ đây căn căn nhâm tinh mà đây chăn đây ba chọp nữa con mới mới ba lên đây tinh sân nè ba bọ nè chỉ vô crop chơi nè 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 khi crop nè Rồi xong. Nè con này. Căn nhắm á này. Ôi căn nhắm căn đã đầy bà rồi con. Nè nè căn đầy đi con này nè căn. Ồ con nó ta bên căn. Nè nè căn vậy. Căn nhắm chẳng ạ. Chẳng con. Chắc là ra. Nụ. Chị căn nhắm sao nữa. Này thật chill đấy con này. Mà chăng. Chụp nhắm à. À rôm này mà nó khơi chê chết bạc. Nó cơn của ai khôi. Nhắm mà nè tân ơ hóng vô chê chê này. Mà chả bạc bỏ nhắm con khám. Con khám không. Mà bạc bỏ ơi. Con khám. Nãy cái khám tầng số bỏ chăng mà mà côi xô. Chả bạc bỏ ơi. Con khám không khám. Chẳng bà bỏ ai cơ. Chụp xin. Căn này bà chọp. Bà áo về chẳng à. Bà khô chẳng à. Lớ côi xô xin à. Bà bỏ ai nhằm á. Con côi chạy côi. Nê chẳng bà bỏ ai nhằm. Ồ chăm tích con chăm tích xin. Ồ. Ở miền chăm bà bỏ đi khăm mấy tầng số bỏ. Ừ. Lên chăng món con. Mới chụp xin. Bỏ xin. Nè coi kìa, coi chạy. Cái căn nhằm á. Mà ba xong nhằm này mà. Xử lý, ba xong nhằm này mà con. Xong nhằm này mà. Xong nhằm mắt đi mà. Ôi ba nhằm ơn. Ốt đi, ốt quà mà con. Chẳng hạn đi ba vô nhằm xa. Đàm côn xa. Cái căn ta là thật chứ.